Chào các bạn, hôm nay mình sẽ xử lý hong lươn bằng cồn để cho nó hết sơ, hết mốc. Đấy, các bạn thấy không? Đây hong 48 mình đang xử lý. Hết nó hết sơ các bạn. Đấy. Cái này đòi hỏi về kỹ thuật. Không biết cách là lươn nó không vào đâu. Đấy, đây là hôm 48 các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Và mình xử lý xong hôm 48 hôm đây hôm 60 các bạn. Xử lý cho nó đẹp. Cho nó trơn tru để lưa nó dễ vào. Làm cái gì cũng vậy, phải có tâm đúng không bạn, phải làm phải đẹp rồi xuất được xưởng. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để xem vào cái video mới mình hay làm. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.